Xin chào cô chú anh chị và bạn nhé. Hôm nay thì nhà vườn Ngọc Lâm có nhập về một cái lô bánh kem trưởng thành và 5.000 cái cây bánh kem giống. Thì ở đây là những cây bánh kem trưởng thành bọn nhé, nó cao khoảng tầm 1,3 m đến 1,5 m. Cây này các bạn trồng chỉ khoảng tầm một vài tháng là cây bắt đầu ra quả rồi. Đấy, cây bánh kem thì cũng đã trồng thành công tại Việt Nam rồi nên là các bạn cứ yên tâm trồng và chăm sóc. Nó cũng là một cái giống cây nhiệt đới có nguồn gốc xuất xứ từ Nam Mỹ. Đấy, cùng cái khu vực của những cây nho thân gỗ, cây cherry. Chính vì vậy thì cây bánh kem này về Việt Nam nó cũng sinh trưởng phát triển rất là tốt. Đấy, cây hiện tại ở vườn nhà mình thì bầu dễ phát triển ổn định khỏe mạnh hết rồi bọn nhé. Đường kính gốc nó dao động khoảng tầm 2 phân. Đấy, đặc điểm của cái cây bánh kem ấy thì thân của nó sẽ có những đốm trắng hiện lên. Đấy, những cái vẩn trắng như này. Lá thì có khoảng từ 5 đến 7 thùy tùy từng cây bọn nhé. Một năm thì cái dòng bánh kem này nó có thể cho 2 vụ trái, một vụ thì sẽ khoảng từ tháng 2, tháng 3 nó ra hoa và một cây vụ thì nó sẽ khoảng tầm tháng 9, tháng 10 nó ra hoa. Đấy. Cây nào cũng đang sinh trưởng phát triển rất là tốt. Các bạn trồng loại này thì nó rất là nhanh có trái, chỉ vài tháng thôi bắt đầu có trái rồi. Bây giờ bạn trồng thì khoảng tầm đến cái vụ quả tiếp theo khoảng tầm tháng 9, tháng 10 là nó sẽ ra cái vụ quả tiếp theo bạn nhé. Đấy. Mình có thể trồng trong chậu hay trồng ngoài đất thì cây đều sinh trưởng phát triển tốt. Những cây ở vườn nhà mình thì đây còn thấy cái bộ rễ của nó phát triển rất khỏe mạnh. Và này hiện tại thì bên mình đang bán với giá là 1,5 triệu một cây. Đấy, cây nào cũng đang sinh trưởng phát triển rất là tốt, cao khoảng tầm 1,3 m, 1,5 m nhé. Đường kính gốc nó dao động khoảng tầm 1,5 phân đến gần 2 phân. Và những cây này đều được bên mình nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài về nhé. Cây giống chuẩn F1. Đấy, cành nhánh rất xum xuê. Các bạn muốn cây nó phát triển nhánh thì bạn có thể cắt ngọn hoặc là mình có thể kéo cành. Đấy, khi bạn kéo cành xuống thì theo cái tính hướng sáng của cây thì nó sẽ lẩy ra những mầm mới ở cái thân chính vậy đấy, thì cành tán của nó rất xum xuê. 1,5 triệu một cây vậy nhé. Cây nào đã sinh trưởng phát triển rất tốt. Còn đây là cái lô 5.000 cây bánh kem giống hiện tại vườn nhà mình. Đấy, cây nó cao khoảng tầm 50-60 phân. Loại này các bạn trồng thì khoảng tầm hơn 1 năm thôi là bắt đầu có trái rồi. Đấy. Những cây này thì bầu rễ nó có phát triển rất ổn định nhé. Tất cả những cây này đều là cây ghép. Mình trồng hơn 1 năm là bắt đầu có trái. Đường kính gốc thì nó dao động khoảng tầm gần 1 phân. Từ cái vị trí mắt ghép lên thì nó cũng được khoảng tầm hơn 10 phân thôi. Các bạn trồng khoảng tầm hơn 1 năm thôi bắt đầu có trái rồi. À, cây cao trung bình khoảng tầm 50 đến 60 phân tùy từng cây. À, cái lô này hiện tại thì nhà vườn mình đang bán với giá 500.000 đồng một cây thôi nhé. Giao hàng tận nơi trên toàn quốc. À, cây giống thì chuẩn F1, đảm bảo với các bạn là về cái giá thành cũng như là cái chất lượng cây giống tốt nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Đấy, số lượng rất là nhiều. Đấy, vườn nhà mình có khoảng tầm hơn 100 loại hoa cây cảnh, cây ăn quả ngoại nhập. Các bạn mà cần tìm hiểu chi tiết hơn về những cái dòng cây ăn quả ngoại nhập độc lạ phù hợp với cái điều kiện khí hậu của Việt Nam thì có thể liên hệ tới số điện thoại hotline Zalo bên mình là 0968 750 386, bên mình sẽ tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho bạn nhé. Giao hàng toàn quốc, trong quá trình trồng và chăm sóc thì bên mình sẽ hỗ trợ các bạn kỹ thuật trồng. Sắp tới thì vườn nhà mình sẽ về rất nhiều những dòng cây quả độc lạ khác, ví dụ như là cây đào quả dẹt, cây táo tàu quả dẹt hay là những cây hồng giòn Nhật Bản đang có hoa có quả rồi bạn nhé. Thì các bạn hãy theo dõi kênh YouTube này. Các bạn mà có nhu cầu mua cây thì có thể liên hệ tới vườn nhà mình, nhà vườn Ngọc Lâm. Bên mình thì chuyên cung cấp các loại hoa, cây cảnh, cây ăn quả ngoại nhập. Tất cả những loại cây này đều phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam và rất là dễ trồng và chăm sóc. Các bạn đặt hàng qua 2 số điện thoại Zalo 092 391 6866 và 0968 750 386. Bên mình sẽ gửi hình ảnh cây thực tế tại vườn, gọi video cho bạn chọn cây, giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Vườn nhà mình thì có địa chỉ tại phố Nguyễn Mậu Tài, Trúc Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Website nhavườngoclam.com.